Cảm ơn tất cả khán giả thân yêu đã giúp cho bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh đạt con số kỷ lục như vậy. Hãy ủng hộ bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất được những bộ phim cảm xúc như vậy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho Em Là Bà Nội Của Anh, tại vì chính quý vị là những người đã quyết định nên con số ấn tượng này. Và rất là hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho Em Là Bà Nội Của Anh và hãy đến rạp xem bộ phim với gia đình, bạn bè và người yêu để trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời và thăng hoa cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Sao là gió bão.